Hello anh em ha, em gửi đến tiếp tục cho anh em một cái lô máy cưa xích nha. Những cái dòng máy này thì là xài gia đình hoặc là khai thác tầm trung nha. Cho nên anh em lưu ý là trong video clip thì em sẽ có test nổ, em sẽ có đo lam, em sẽ có cân nặng cho anh em. Nên là anh em mua máy anh em lưu ý giùm em để tránh cái tình trạng anh em coi ba chùm ba chán, anh em không có xem em đo lam như thế nào. Rồi anh em cứ ước lượng, anh em cứ nghĩ, tối ngày anh nghĩ xong có em mới bị một trường hợp đó là gửi ra cái máy là ok, nổ ngon lành, chạy đầy đủ. Nhưng mà ông nói là tưởng là cái máy lam dài 7 tấc đó, mà sao ra đây cái lam nó có 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi, ông không nhận đó. Nên là anh em lưu ý giùm em nha, máy mà mình xài cưa giường với lại khai thác tầm trung thì tầm khoảng 4 tấc rưỡi đổ lại thôi ha. Chứ còn mà những cái máy mà cái lam mà tầm 7 tấc 8 tấc á thì chỉ do những cái máy mà đi khai thác rừng, mấy cái máy mà công suất lớn hoặc là những cái máy mà máy tàu máy Trung Quốc thì nó mới có xích cái lam nó dài vậy thôi. Chứ còn máy Nhật người ta là tầm 4 tấc 2 không mấy ông, thậm chí là 3 tấc rưỡi để xài gia đình ha. Rồi nên anh em lưu ý nha, mua hàng bên em thì cọc trước giùm em khoảng 100 ngàn, rồi bên em gửi hàng ra. Anh em nào biết xài á thì chỉ việc là về rồi anh em test, anh em nhận hàng anh em test ok rồi anh em trả tiền. Còn nếu mà anh em nào chưa biết xài đó thì em sẽ quay một cái clip hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng từ A tới Z ha. Rồi trong cái video này thì nó có một con tay ngắn nha, con này thì 2 triệu 2 triệu 1 đó. Máy thì là cam kết cho anh em một đời chủ từ đầu nha, chứ bên em không bán những cái máy mà đã qua sử dụng tại Việt Nam hoặc là máy mà hàng dựng đồ này kia. Đây anh em nhìn mà cái lam zin của nó đẹp như thế này ha, mà chỉ có bán cho anh em 2 triệu bóp thôi. Rồi con này thì lam nó là 3 tấc rưỡi ha. Nói chung bây giờ thời đại công nghệ 4.0 phát triển rất là nhiều, người bán chỉ cần một cái điện thoại thôi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người bán được hết. Ví dụ có một cái điện thoại với một cái máy cưa là có thể quay bán được đó. Nhưng mà bán cái máy nó như thế nào, chất lượng nó như thế nào thì cái đó nó còn nằm ở cái uy tín lâu dài, chứ không phải cứ đăng lên là bán rồi anh em thấy bán rồi anh em mua thì rất là dễ dính sương nha. Rồi máy bên em thì bán mười mấy năm nay rồi, nên là anh em cứ tham khảo cái thông tin ok thì mình chốt với nhau. Máy là máy hàng tuyển đẹp ha. Con này thì máy lam 3 tấc rưỡi ha, 2 triệu 1, có ốc chỉnh nhất lam luôn nè anh em nha, có còi ra. Máy thì còn rất là ok, tay ngắn anh em xài cắt tỉa cành hoặc là hạ gốc đều ok, cưa được cây tối đa tầm là 7 tấc nha ha. Đó. Rồi kế tiếp là một con tay dài, con này thì ở chỗ con này thì rẻ hơn, con này 1 triệu 9 nha. Con này thì nó không đẹp bằng con này, nhưng mà bù lại nó là cái máy là tay dài nồng đứng thì chạy rất là bốc, rất là tiết kiệm xăng. Con này thì dành cho những anh em không có quá cầu kỳ về cái hình thức bên ngoài, chỉ cần cái máy nó chạy ổn định ok mà giá nó mềm dưới 2 triệu, lấy con này cho em 1 triệu 9 nha. Nó có cái gạt tàn hút luôn nè, tức là cái này để gạt bỏ cái, nó loại bỏ cái mặt cưa bên trong giúp cho máy nó chạy luôn luôn nhẹ nhàng ha. Con này thì lam cũng là 3 tấc rưỡi nha anh em. Đó, con này thì cũng vậy luôn, 3 tấc rưỡi đó. Nhưng mà phiên bản nó là tay dài, con này 1 triệu 9 nha. Đó, mấy cái máy này thì cái cân nặng của nó tầm khoảng 4 kg tới 4 kg rưỡi nha anh em. Anh em nào muốn biết chính xác thì em sẽ cân cho anh em. Còn cái khối lượng của nó thì mấy con này đều là tương đồng nhau hết, tầm khoảng 4 kg tới 4 kg rưỡi. Con nào mà nặng lắm thì cũng phải tầm 5 kg đổ lại, nó rất là nhẹ ha. Đó, rồi con này là Hitachi nha, con này thì 2 triệu ha. Con này thì cam đen, con này anh em xài gia đình là tuyệt vời nha. Dòng này thì chạy nó bốc, tiết kiệm xăng và đặc biệt là nó có chống rung. Con này thì lam 4 tấc 2 ha, tới đây là 4 tấc 2 nè. Đó, clip nào em quay em cũng có kéo cái lam, em cũng để cái đây. Mà không biết không hiểu sao mà nhiều anh em mua, anh em câu kiểu gì, anh em chốt kiểu gì mà anh em nói cái lam tưởng đâu 7-8 tấc, trời Phật ơi. Nó lam 7-8 tấc, lam 7-8 tấc dài thấy thánh thần luôn, cưa cây gừng á. Rồi ở đây có 2 cục cao su chống rung nè, chạy rất là ok. Dòng này là dòng máy VIP còn rất là đẹp nha nè. Con này thì giá nó chỉ có 2 triệu thôi. Đó, quá đẹp nha. Mà đẹp nhất là con này nè, 2 triệu 1. Rồi một em 2 triệu 3, con này thì là cái dòng máy công nghệ nha, dòng 2 bếp. Đó, con này thì nó có trợ lực, nó có le tự động ha. Đây, động cơ 2 bếp, động cơ 2 bếp thì cùng một công suất, nhưng mà cái tua máy nó nhanh hơn nha nè, chạy nó bốc hơn, sướng hơn. Đó. Mấy con này thì nãy giờ là công suất tầm khoảng 31-32cc, con này thì cũng vậy, nhưng mà cái tua máy của nó sẽ nhanh hơn ha. Đó, con này thì tua máy sẽ rất là nhanh, cưa nó sướng hơn, làm 4 tấc 2 luôn nha nè, làm 4 tấc 2, máy đời mới nha. Cái động cơ 2 bếp này là động cơ tố tăng đời mới. Cái phiên bản mà anh em dễ thấy nhất là phiên bản màu đen, còn có con này là màu cam đen nha. Đó, con này thì 2 triệu 3 ha. Rồi một em này đó là Makita, sản xuất tại Đức, con này thì 2 triệu, giá rất là mềm cho anh em luôn, sản xuất tại Đức mà cái lam còn mới đét nha. Con này công suất của nó là tầm khoảng 37cc là anh em có thể cưa được cái cây mà cây lớn luôn nha, hạ cây khai thác tầm trung á, mấy cây bự cây lớn là nó cưa rất là khỏe nha, cây dừa rồi này kia đó. Đó thì dòng này là nó như vậy. Con này 4 tấc 2, anh em mà thích tốc độ cao, thích cưa mà nó bốc nó sướng, mà hàng Nhật VIP sản xuất tại Đức
mà giá nó mềm, mà lâu lâu mới có được cái giá này, thì chốt ngay cho em con này 2 triệu ha. Còn giá bình thường nó phải tầm là 2 triệu 3 nha. Và con này nó mạnh hơn con này luôn á, nhưng mà nó rẻ hơn ha. Rồi còn hai thằng này nồng đứng nhưng mà phiên bản nó là dòng cao cấp nha. Đây là Echo Q-Rip à, phiên bản này thì là 3 triệu 4 ha. Ủa xin lỗi, V3400 ha, giá là 2 triệu 6 nha. Đó, cái lam nó là lam mạ bạc luôn, rất đẹp nha. Con này thì lam 4 tấc 2 nữa ha. Đó anh em thấy không, máy Nhật là đều là tầm lam 4 tấc 2 hết. Đó, con này thì lam cũng là 4 tấc 2 luôn. Đó, không, con này 4 tấc rưỡi nha anh. Con này tới là đầu lam là 4 tấc rưỡi. Con này dành cho những anh em mà cưa cái cây mà cái quầm nó lớn á, thì anh em lấy con này. Đó, ba con này là khai thác tầm trung rất là khỏe. Khai thác tầm trung là gì? Tức là khai thác tầm trung, tức là mình có thể cưa vườn, cưa những cây nhỏ nhỏ được, nhưng mà mình vẫn cưa được những cái cây lớn được. Ví dụ những cái cây mà cây dừa rồi bên đó, thậm chí bự hơn cỡ cái thùng bê bên đây, cái đường kính nó hoành nó bự to. Đó, cỡ một người ôm á, thì ba con này là vẫn cưa được khỏe, ok nha. Chứ còn mà cưa cái cây mà cỡ 3-4 người ôm á thì em thua nha. 3-4 người ôm thì những cái con cây này cưa không được, chỉ khoảng tầm một người ôm thì ok. Đó, mới gọi là tầm trung, chứ còn mà cỡ 3-4 người ôm thì gọi là tầm lớn, tầm khai thác, tầm cưa hở, tầm cưa rừng rồi. Đó là anh em lưu ý. Và những cái máy đó mà cái tầm đó mà cái chất lượng máy mà máy Nhật giống như thế này á, thì nói với anh em á là phải tầm là 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu thì cưa nó mới được. Chứ còn mà những cái dòng mà tầm này mà giá như thế này mà cái lam nó dài vậy thì chỉ có máy tàu thôi. Anh em lưu ý nha. Đó. Rồi thì đây là ba con ha. Đó, đây là Q-Rip nè, con này thì cũng tầm 35cc ha. Con này thì là tầm 41cc nha anh em, cái lam 16 inch. Đó, lam nó khá là dài, xích còn rất là dày luôn. Và ba con này thì nồng đứng. Nồng đứng thì anh em có thể xác định là cái tua máy nó rất là nhanh, anh em cưa rất là bốc. Còn ví dụ mà anh em mà hít mà tiết kiệm xăng á, thì mình nên lấy cái thằng này nồng nằm nè. Thằng này nồng nằm nè. Thằng này nồng đứng nhưng mà lại tiết kiệm xăng như nồng nằm, là như nồng nằm luôn. Như vậy là mình có 3 con nồng đứng, 4 con nồng nằm. Đó, do đó nếu mà anh em chỉ cưa dừa thôi, cái cây mà không quá lớn cỡ cây dừa đổ lại, anh em lấy 4 con này. À, còn ví dụ từ cỡ cây dừa trở lên thì anh em cân nhắc lấy 3 con kia. Đó là ok. Còn nếu mà không hiểu nữa thì cứ liên hệ trực tiếp em đi, em tư vấn cho anh em. Anh em cứ chụp cái loại cây mà cái đám cây mà anh em đang định cưa, chụp gửi qua Zalo, em tư vấn cho anh em nhiệt tình nhất có thể luôn ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ chăm xăng tết nổ, anh em ưng con nào thì alo chốt ủng hộ giùm em ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Okay.
làm zin luôn, màu quá đẹp, cam đen nha anh em. Con này rất là bốc nha anh em, cực kỳ bốc luôn. Xin gu nè, thấy không? Ok ha. Cái nữa nè.